bạn có biết rằng đại tướng Võ Nguyên Giáp từng xuất hiện trong truyện tranh Marvel hay không? Bắt đầu từ quyển Fury Max số 3 thuộc vũ trụ trái đất 200111, Marvel lấy cảm hứng từ cố đại tướng Việt Nam mà xây dựng thành nhân vật Lê Trọng Giáp là đại úy phục vụ cho trung đoàn bộ binh 12 của đại đội tín hiệu 199. Ông lãnh đạo mọi người chống lại quân đội Pháp đang đánh chiếm Việt Nam, và khi Nick Fury theo lệnh CIA mà đem lính sang giúp Pháp thì Lê Trọng Giáp lãnh đạo quân dân dập tắt ngay ý định đó. Một câu nói đặc biệt thể hiện tình yêu nước sâu sắc và tinh thần bảo vệ quốc gia mà đại tướng Lê Trọng Giáp gửi đến Nick Fury như sau: cả thế giới nên biết rằng đây không phải là nơi để người phương Tây đến chiếm đóng và làm loạn. Đây không phải Đông Dương của Pháp, không phải bất cứ thứ gì của Pháp cả. Vùng đất này là Việt Nam và mãi mãi là Việt Nam.